mình sẽ hướng dẫn anh sử dụng con AF10 Twin nha. Đầu tiên là con này, về pin của nó mình mở cái này ra là pin nằm đây, pin nó xài hai cục tên là CR123A, pin đặt Shopee hoặc cái mấy chỗ rửa mua, kéo này ra cái là bật cái máy lên. Thì trên cái máy này có hai len giống như nãy anh nói này, ba cái cây là góc rộng nè, bấm cái một cái cây góc cận, chữ E đang chớp có nghĩa là MT là buồng phim chống. Là hiện tại máy không có phim, cách để lấy nét thì nhấp nhẹ để lấy nét. Khi lấy nét được nó sẽ hiện một cái đèn màu xanh lên, và cái đèn màu xanh nó sẽ cho mình biết là tôi đã lấy nét được rồi, tôi bấm hết lại chụp. Còn những chỗ nào tối thì nó sẽ hiện thêm đèn màu cam lên để cho tôi biết là nó chuẩn bị đánh flash. Như vậy nè, điện flash rồi. Ok, đổi lên, đổi lên. Rồi bấm nút một cái, off flash là tắt nè. Fill lúc nào cũng bật, auto là chiếu sáng bật flash và đủ sáng không bật. Cái này là hiện giờ, cái này là chụp liên tục và cái này là hiện giờ và liên tục. Muốn gắn phim vô trong máy thì kéo cái này lên, mở ra và bỏ cái đầu lòi ra cuối cùng phim hướng lên trên. Sau đó thì tôi sẽ kéo cái này qua đây đoạn như thế này. Ok, như để xem. Ok, sau đó close, đóng lại, đúng không? Sẽ kéo phim. Sẽ nghe tiếng nó đẹp 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 đó. Số 1, xong tích gì thì đưa lên ngắm xong bấm chụp. Rồi nếu lấy nét chưa được có thể bạn xong cho chụp, hoặc là nếu chưa hồi flash xong thì bạn xong cho chụp. Bạn cứ chụp đến khi nào nó hết phim, ví dụ như cuộn có 368 thì chụp tới 36, cuộn có 24 chụp tới 24, chụp đến khi nào nó hết là tự động tua về. Ok, thank you, cuối cùng sẽ có những shot thành đẹp với con này nha.